những con số thương vong về tai nạn giao thông vẫn gia tăng. Tình trạng tắc nghẽn giao thông tại các thành phố lớn không có chiều hướng giảm. Tình hình trật tự an toàn giao thông có xu hướng ngày càng phức tạp. Ngay từ năm 2003, Ban chấp hành Trung ương Đảng đã ban hành chỉ thị 22 nhằm kiềm chế và giảm thiểu tình trạng mất an toàn giao thông. Năm 2002, trước khi chúng ta thực hiện cái nghị quyết 22 của Đảng, chỉ thị 22 của Đảng, thì cái số vụ và cái số người chết do tai nạn giao thông là 12.800 người. Sau 8 năm 2011 thì cái số người chết đã kéo xuống như vậy là 10.800. Như vậy là sau 8 năm thì đã giảm được 2.000 người chết do tai nạn giao thông. Thì đây là những cái kết quả hết sức là cơ bản. Tuy số lượng tử vong có giảm, song tai nạn giao thông vẫn là vấn nạn của xã hội. Để giải quyết vấn đề này, ngoài sự nỗ lực của các cơ quan chức năng, cần có sự nâng cao ý thức hơn nữa của cả cộng đồng và tăng cường vai trò lãnh đạo của tổ chức đảng các cấp. Theo số liệu thống kê chưa đầy đủ, từ năm 2003, năm hành động quốc gia về an toàn giao thông đến nay, các cơ quan thi hành pháp luật đã khởi tố điều tra 45.861 vụ án vi phạm về an toàn trật tự giao thông với 44.706 bị can, đề nghị truy tố 39.812 vụ với 41.351 bị can. Trong đó, tỷ lệ vi phạm các quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ rất cao, chiếm tới 98,2% về số vụ và 97,39% về số bị can. Từ năm 2003 đến tháng 6 năm 2011, lực lượng cảnh sát giao thông đã lập biên bản xử lý 42.087.689 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, chủ yếu là giao thông đường bộ. Tước giấy phép lái xe có thời hạn gần 10.000 trường hợp, tạm giữ 201.659 lượt ô tô, 5.781.721 lượt mô tô. Và những con số ấy hàng ngày vẫn tăng lên, đặc biệt con số thương vong luôn ở mức báo động. Thống kê những 10 năm gần đây, không có cuộc chiến tranh nào mà chết nhiều như tai nạn giao thông ở Việt Nam. Trong khi an toàn thực phẩm nói nhiều như vậy, nhưng chết một năm chỉ có 40 người. Còn chúng ta chết bình quân một ngày gần 40 người, chưa kể số bị thương nặng. Dọc tuyến quốc lộ 1A qua địa phận các tỉnh thường xuyên xảy ra các vụ tai nạn nghiêm trọng. Đơn cử như tỉnh Hà Tĩnh là điểm trung chuyển giữa hai miền Nam Bắc. Đường qua địa phận tỉnh không dài nhưng có nhiều tai nạn giao thông thảm khốc đã xảy ra. Dù lực lượng công an ở đây thường xuyên có mặt trên nhiều tuyến đường, nhưng do sự bất cẩn của người tham gia giao thông đã dẫn đến nhiều vụ tai nạn thương tâm. Ở những cái vị trí mà lực lượng cảnh sát giao thông tổ chức tuần tra kiểm soát bản tốc độ thì lái xe buộc phải giảm. Ở những cái đoạn đường mà băng phẳng thẳng thì họ tăng tốc độ để bù lại những cái chỗ mà họ phải hạn chế tốc độ. Tai nạn không chỉ cướp đi cuộc sống yên ổn của biết bao gia đình mà còn ảnh hưởng lớn tới phát triển kinh tế xã hội. Trong nỗ lực giảm thiểu tình trạng vi phạm trật tự an toàn giao thông, đã có 11 đồng chí cảnh sát hy sinh, 152 đồng chí bị thương. Bởi vậy, trật tự giao thông cần được coi là vấn đề xã hội nhức nhối, cần được tăng cường giải quyết. Song, hiện tại công tác này đang gặp nhiều khó khăn, vướng mắc. Nhiều cái nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông chúng ta chưa khắc phục được. Ví dụ như là cái phương tiện giao thông vẫn tiếp tục tăng, cơ sở hạ tầng cũng đã được khắc phục, thế nhưng mà chưa cơ bản, chưa đáp ứng. Là cái nạn đua xe, cái này nó đang là một cái vấn nạn. Dù quy định bắt buộc phải đội mũ bảo hiểm đã có hiệu lực thi hành từ rất lâu, nhưng tại ngã tư Dốc Sặt thuộc địa bàn thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, chỉ trong vòng khoảng 10 phút trong giờ không phải là cao điểm buổi chiều, có tới hơn 100 lượt người tham gia giao thông không đội mũ bảo hiểm. Đó là chưa kể đến tình trạng một bộ phận người tham gia giao thông còn lạng lách, vượt sai quy định,
và học sinh chưa có giấy phép lái xe vẫn tham gia điều khiển xe mô tô. Chính sự thiếu ý thức ấy đã góp phần khiến bức tranh tham gia giao thông trở nên hỗn loạn. Thiếu ý thức là nguyên nhân dẫn đến 80% số vụ tai nạn giao thông do chính người tham gia giao thông gây ra. Những người tham gia giao thông vẫn là tùy tiện, chưa tập trung vào trong cái lĩnh vực để thực hiện cái pháp luật về trật tự an toàn giao thông. Đặc biệt do ý thức tham gia giao thông của người dân chưa cao, nên cứ nơi nào có lực lượng chức năng thì ít xảy ra tình trạng vi phạm. Lực lượng này tuy đã được tăng biên chế nhưng vẫn chưa đủ để có mặt mọi nơi, mọi lúc. Một số địa phương áp dụng mô hình đội tự quản cấp xã, phường, song kinh phí hoạt động cho lực lượng đảm bảo an toàn giao thông ở cấp này hầu như không có. Số lượng người sử dụng phương tiện đi lại cá nhân tăng cao. Tính đến tháng 6 năm 2011, tổng số cơ giới cấp biển số trong toàn quốc là 32.684.189 mô tô, 1.810.685 ô tô. Trung bình một năm, mô tô tăng 14%, ô tô tăng 12%. Hiện tại, các tỉnh thành, đặc biệt là tại các thành phố lớn như Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, đã hướng tới các giải pháp giảm thiểu phương tiện cá nhân, trong khi các phương tiện công cộng mới chỉ đáp ứng được 10% nhu cầu đi lại. Có mặt tại các điểm trung chuyển xe buýt trên địa bàn thành phố Hà Nội vào giờ tan tầm, mới thấy phần nào sự bất hợp lý giữa cung và cầu của phương tiện công cộng. Tình trạng ùn tắc giao thông vẫn diễn biến phức tạp vào giờ cao điểm trên các tuyến phố ra vào hai thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Công tác tổ chức giao thông, phân làn giao thông tại hai thành phố ở nhiều tuyến, khu vực chưa hợp lý. Vận tải hành khách công cộng chưa thu hút người tham gia giao thông vì xe buýt bị quá tải vào giờ cao điểm, chất lượng phục vụ chậm được cải thiện. Hơn nữa, việc phát triển cơ sở hạ tầng còn chậm, chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển của các phương tiện giao thông. Kết cấu hạ tầng, các cái tuyến đường mặc dù là đã được nâng cấp, đã được mở rộng, thế nhưng mà có thể nói nó vẫn còn bộc lộ nhiều cái bất cập và những cái thiếu sót. Ngoài việc sửa chữa còn chưa đồng bộ, dẫn đến tình trạng quá tải với hạ tầng, thì tình trạng các công trình thi công luôn chậm tiến độ, cản trở sự tham gia giao thông của người dân. Đây không phải là lần thứ nhất họ đào, mà họ đào rất nhiều lần. Khi đào lên lại một lượng đất như thế này, lại bắt đầu lối đi không có, lại hiện tượng bắc cầu đi qua. Trong khi đó gia đình ở trong nhà là có 2-3 xe máy đi làm hàng ngày. Nguy hiểm và đặc biệt nghiêm trọng hơn cả là tai nạn giao thông trong thời gian qua liên tục do xe khách gây ra. Nhiều xe tìm cách tranh giành khách, bất chấp sự an toàn của người đi đường. Nhận định về tình trạng này, lực lượng công an nhân dân đánh giá. Ngoài ý thức trách nhiệm yếu kém của nhà xe, thì nguyên nhân dẫn đến đội ngũ lái xe coi thường pháp luật là do khung hình phạt còn chưa đủ sức răn đe. Cái đạo đức nghề nghiệp lái xe chưa được đào tạo nhiều. Cái thứ hai đó là kỹ năng lái xe, tôi cho kỹ năng lái xe và cộng với lại cái chủ quan khinh suất. Đằng sau anh là hàng chục con người, hàng mấy chục con người. Thế nhưng mà cái xem thường cái tính mạng này nó chưa được đề cao. Hai nữa là bây giờ xử lý các cái vụ này thì trong luật hình sự ấy, thì các cái vụ vi phạm về điều khiển phương tiện theo các cái điều 202 cho đến điều 211 bộ luật hình sự thì xử lý đối với các cái tội nó vẫn là nhẹ, vẫn là nhẹ. Thời gian qua, dù các cơ quan chức năng đã có nhiều biện pháp để xử lý và chấn chỉnh tình trạng mất an toàn giao thông từ xe khách, song việc xử lý các trường hợp vi phạm như chở quá số người hay hàng hóa quy định còn nhiều khó khăn. Nếu muốn tăng bo hạ tải, thì cơ quan chức năng cũng phải có lực lượng và nguồn kinh phí nhất định. Cơ quan giao thông phải đảm bảo cho những cái người mà người ta phải xuống tải, người ta có quyền tiếp tục hành trình của người ta. Hàng hóa chúng ta trên tuyến thì nhiều khi là một là không có bãi, hai là không có phương tiện để mà cẩu hàng xuống. Và thứ ba nữa là không có người trông coi. Từ khi triển khai nghị quyết 22, công tác xây dựng hoàn thiện về hệ thống văn bản pháp luật về trật tự an toàn giao thông được kiện toàn. Công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, vận động toàn dân tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông được tăng cường. Cơ cấu hạ tầng, kết cấu giao thông không ngừng được cải thiện và công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý các vi phạm pháp luật, giải quyết tai nạn giao thông không ngừng được nâng cao. Song các vi phạm vẫn gia tăng. Nhiều trong số đó liên quan đến xe con. Một phần nguyên nhân được xác định
là do quá trình cấp phép, sát hạch giấy phép lái xe sai quy định. Hiện cả nước có 273 cơ sở đào tạo được cấp giấy phép lái xe, 79 trung tâm sát hạch. Qua kiểm tra, cơ quan chức năng đã thu hồi giấy phép đào tạo ô tô đối với 2 cơ sở, đình chỉ có thời hạn với 8 cơ sở đào tạo lái xe mô tô, hạ lưu lượng đào tạo với 8 cơ sở lái xe ô tô và yêu cầu 14 cơ sở đào tạo lái xe ô tô và 27 trên 63 sở giao thông vận tải kiểm điểm rút kinh nghiệm. Những cơ sở, những khiếm khuyết nhỏ thì chúng tôi đã có những cái biên bản, có những yêu cầu và cái đề nghị để cơ sở đó, các cái cơ sở đó sửa chữa và cùng với chỉ đạo các sở giao thông để tăng cường kiểm tra để khắc phục những khuyết điểm này. Một số các cơ sở mà có yếu kém thì chúng tôi cũng phải buộc phải đào tạo. Năm vừa rồi chúng tôi cũng phải đình chỉ mất 3 đơn vị. Không chỉ với giao thông đường bộ mà giao thông đường sắt và giao thông đường thủy cũng gặp những trở ngại tương tự. Dọc tuyến đường Bắc Nam có quá nhiều đường ngang dân sinh tự phát, đường ngang không có biển báo, cơ sở hạ tầng xuống cấp, tâm lý chủ quan của người tham gia giao thông. Điều đó khiến tình trạng vi phạm an toàn giao thông đường sắt hiện vẫn tăng cao cả về số người chết, số người bị thương và số vụ vi phạm. Cái vai trò rất lớn ở đây là cái ý thức của cái người tham gia giao thông. Đối với chúng tôi thì các cái đường ngang thì cũng rất là phức tạp rồi, nhưng biết là trên cái toàn tuyến thì khoảng 1.500 cái đường ngang là có hợp pháp, tức là có cái hệ thống phòng vệ, có gác chắn hoặc là có biển báo hoặc có đèn vân vân, nhưng mà đến 5.000 cái đường ngang là dân sinh. Năm 2011 cũng do quản lý buông lỏng, ý thức chủ quan của chủ tàu mà tai nạn đường thủy liên tục xảy ra, như vụ chìm tàu du lịch Dinh Ký, tàu du lịch trên vịnh Hạ Long, gây lo lắng cho khách du lịch trong và ngoài nước. Cả năm là họ để trên bờ, không hoạt động. Do vậy đến cứ ngày lễ, ngày Tết họ đem ra đi thăm thân, đi du lịch, đi chở người, đi làm ăn cuối năm Tết, đi chợ, đi búa. Đó là một cái có thể nói các phương tiện là nguy cơ hàng đầu xảy đến tai nạn chết người. Năm 2012 được xác định là năm an toàn giao thông quốc gia. Đảng và nhà nước cùng các cơ quan chức năng đã và đang thực thi nhiều biện pháp nhằm đảm bảo và hạn chế tình trạng tai nạn giao thông, như tăng cường các hệ thống xe công cộng, nâng cao nghiệp vụ và đào tạo nghề nghiệp với đội ngũ này, có lộ trình phù hợp với việc thay đổi giờ làm, nhất là ở hai thành phố lớn Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, tập trung xử lý mạnh, nghiêm khắc các hành vi là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông như uống rượu bia, tăng cường máy móc, thiết bị hỗ trợ cho lực lượng cảnh sát giao thông, tăng cường biện pháp xử lý với các trường hợp vi phạm, nhất là với các hành vi tranh giành của xe khách. Những trường hợp lái xe mà vi phạm bị tước giấy phép lái xe trên 60 ngày trở lên thì chúng tôi tổ chức phải sát hạch kiểm tra lại. Để công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông thu được hiệu quả thì mỗi bộ ngành cần chung tay gánh vác trách nhiệm trong việc giải quyết, coi đây là trách nhiệm chung của toàn xã hội. Trong đó, Bộ Giao thông Vận tải và Bộ Giáo dục cần gương mẫu đi đầu trong công tác này. Ngoài ra, cần phải kiện toàn xây dựng đội ngũ cảnh sát giao thông, thanh tra giao thông có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức trong sáng, liêm khiết, trung thực, có trình độ chuyên môn giỏi, làm tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy chính quyền về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Việc tổ chức giao thông và nâng cao điều kiện an toàn của kết cấu hạ tầng giao thông cần được tiếp tục tăng cường, tiếp tục thực hiện nghiêm túc chỉ thị số 1856 về việc lập lại hành lang giao thông đường bộ, kiên quyết không để phát sinh tình trạng đường ngang trái phép. Đặc biệt, văn hóa giao thông được coi trọng và được tuyên truyền sâu rộng. Chỉ khi nào mỗi cá nhân trong xã hội đều hiểu và thực hiện văn hóa giao thông, thì khi đó bức tranh giao thông của Việt Nam mới thực sự được cải thiện. Chỉ thị 22 là cần thiết và thực sự đã mang lại hiệu quả cho quá trình giảm thiểu trật tự an toàn giao thông. Song, để chỉ thị đi vào cuộc sống và mang lại hiệu quả cao hơn nữa, thì cần tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể nhân dân, xem công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông là nhiệm vụ chung của các cấp, các ngành và của toàn xã hội.